Chào các bạn, kỳ trước mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách gắn lò xo vô là giữ nguyên cái lưỡi này. Thì giữ nguyên cái lưỡi này nó khó hơn, nó cần cái lực tay mạnh hơn. Đó. Thì các bạn cũng nhớ là kiểm tra chốt nhựa có gãy hay là có nứt gì hay không nha, có giãn không. Đó. Kỳ này mình có thể mình gỡ luôn cái lưỡi này ra. Rồi, các bạn cứ để vô ha. Các bạn cũng giữ cái lò xo, các bạn sẽ bẻ nó xuống. Các bạn để xuống nè. Các bạn bẻ xuống, các bạn hỏng cái đuôi lên nè. Không có đuôi lên, các bạn chỉ cần bẻ xuống, các bạn nhét vô thôi. Các bạn thấy dễ dàng không ạ? Rồi ok, mình gỡ ra, mình làm lại lần nữa cho các bạn xem. Rồi mình làm lại nha. Đó, các bạn chỉ cần để cái lò xo xuống, rồi các bạn hỏng cái đuôi lên. Các bạn hỏng cái đuôi lên nè. Đó, các bạn giữ lại hai cái ngón bằng xíu sau, rồi các bạn dùng ngón cái các bạn bẫy mạnh xuống, cài vô, rồi các bạn đẩy vô trong, rồi các bạn hạ xuống. Ok, chào các bạn.